Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube của Tinh Tế và mình thì đang ngồi tận hưởng thư giãn trên chiếc ghế massage của Makano với mã hiệu là MKGM N0001. Và như mọi người thấy thì ưu điểm lớn nhất của chiếc ghế massage này đó chính là nó có một thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Và ngoài ra thì nó còn có những tính năng gì nữa thì hãy cùng mình theo dõi đến cuối video này nhé. Trước khi giới thiệu cho mọi người thì mình sẽ liệt kê những cái ưu điểm của chiếc ghế Makano này có thể mang lại. Đầu tiên như đã nói thì nó có một thiết kế vô cùng nhỏ gọn, như một chiếc ghế sofa hạng sang mà mọi người thấy nó sẽ bớt cồng kềnh đi và tiết kiệm không gian nhiều hơn. Ngoài ra thì với thiết kế này thì sẽ giúp cho người dùng trong quá trình sử dụng sẽ tiện lợi hơn trong việc di chuyển. Mọi người có thể thấy là phần ghế của chúng ta được bọc bởi chất liệu PU cao cấp. Và với chất liệu da PU này thì sẽ giúp cho trong quá trình sử dụng nó được dễ dàng vệ sinh hơn. Và ngoài ra thì cũng mang lại độ cao cấp và sang trọng. Ngoài ra thì bên trong chiếc ghế này được tích hợp tính năng massage 2D đi kèm với công nghệ chip thông minh sẽ giúp mang lại một cái trải nghiệm thư giãn massage cho người dùng thoải mái hơn. Và sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi thì việc được ngã lưng và tận hưởng trên chiếc ghế massage này thì đối với Đăng Anh thật là tuyệt vời. Nó có những con lăn đằng sau sẽ giúp hỗ trợ đấm bóp massage cho cơ thể của chúng ta tốt hơn sau những căng thẳng mỏi mệt và giúp xua tan đi những cái stress của một ngày làm việc dài. Ngoài ra thì với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn cho ghế massage mà mọi người có thể cân nhắc, bởi vì nó không tốn quá nhiều diện tích, cũng không có quá nhiều chức năng cồng kềnh khác mà đôi khi một vài người sử dụng sẽ không cần sử dụng tới. Thì đây, với một chiếc ghế massage với mức giá chỉ tầm khoảng 10 triệu thôi thì mình nghĩ là một sản phẩm rất đáng để lưu tâm. Và với chiếc ghế massage Makano nhỏ gọn như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải lo đến việc là nó sẽ chiếm diện tích trong căn nhà của mình. Ngoài ra thì việc di chuyển cũng rất là dễ dàng. Nếu như mà mọi người đang tìm kiếm một chiếc ghế massage không có quá nhiều tính năng hay là có một kích thước quá cồng kềnh thì đây là một sự lựa chọn rất đáng để lưu tâm để có thể chăm sóc sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Về tính năng thì chiếc ghế massage Makano MKGM N0001 này là một món quà, bởi vì nó kết hợp rất là nhiều tính năng để mang lại cho người dùng chúng ta được cái sự chăm sóc và sức khỏe tốt hơn. Đầu tiên là nó được kết hợp giữa phương thức trị liệu đông y và sau đó là kết hợp với phương thức massage 2D cùng với công nghệ chip AI thông minh. Máy sẽ có hai phương thức massage từ nhẹ đến mạnh cho người dùng có thể hoàn toàn lựa chọn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có chế độ thư giãn với những con lăn được xoay ở cái mức độ nhẹ nhàng để người dùng của chúng ta khi sử dụng được cảm nhận cái việc massage nhẹ nhàng và thư giãn. Tiếp theo là ở cái chế độ thoải mái này thì các con lăn sẽ có những cái chuyển động mạnh hơn và chuyên sâu hơn, giúp chúng ta khi ngồi vào cái chiếc ghế massage này được cảm nhận cái sự massage mạnh hơn một chút xíu và thoải mái hơn. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến công nghệ của chiếc ghế massage này với công nghệ là massage 2D fix. Với những con lăn 2D được làm bằng nhựa ABS bên trong sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự cảm nhận massage thoải mái để xóa tan đi những cái cơn đau nhất. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 bộ con lăn với 22 con lăn, 4 con lăn ở vị trí cổ, 6 con lăn ở vai và 6 con lăn ở hông cũng như là 6 con lăn ở lưng. Và tất cả những con lăn này sẽ xoay cố định hoặc là xoay từng vị trí khác nhau để tạo ra được cái sự thoải mái khi mà chúng ta ngồi và ngã lưng vào chiếc ghế massage của Makano này. Cung cấp thêm cho mọi người một thông tin là những con lăn này được làm bằng chất liệu nhựa ABS nên trong quá trình sử dụng về lâu về dài nó sẽ mang lại cái độ bền cao hơn và độ an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, để điều khiển những cái chế độ của chiếc ghế massage này thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển với 3 nút bấm ở bên phía tay phải. Chúng ta sẽ có nút tắt mở ghế massage, rồi chúng ta có chế độ 1 là chế độ thư giãn và chế độ thứ 2 là chế độ thoải mái, rất là dễ để với tới chạm và bấm sử dụng. Trong phần công nghệ của chiếc ghế massage Makano MKGM N0001 này thì nó còn sử dụng chip AI thông minh để có thể điều khiển cái chế độ massage cho người sử dụng. Ngoài ra thì nó cũng sử dụng trí tuệ AI nhân tạo để có thể tự động lập trình các chức năng massage. Tiếp theo thì mình sẽ nói về phần thiết kế. Mình rất thích chiếc ghế massage này khi được bọc bằng da, tạo một cảm giác rất êm ái và thoải mái trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì nó còn tạo nên được một cái vẻ sang trọng và hiện đại cho nội thất ngôi nhà của chúng ta. Như mọi người thấy và mình cũng đã nói ngay từ đầu video thì đây là chất liệu da PU cao cấp.
rất là dễ dàng để chúng ta có thể vệ sinh và độ bền thời gian trong quá trình sử dụng cũng cao. Tiếp theo nữa thì với cái thiết kế nhỏ gọn như thế này, mình có nói là nó sẽ phù hợp với những cái không gian nhà không quá to. Tuy nhiên nếu như nhà bạn to nhưng mà bạn vẫn có thể sử dụng chiếc ghế massage này trong trường hợp là chúng ta có lầu cao, thì với cái việc là dễ dàng di chuyển thì chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển nó lên tất cả những cái nơi vị trí mà chúng ta mong muốn trong căn nhà của mình, thậm chí là lên những tầng lầu cao. Ngoài ra thì chiếc ghế này cũng sẽ có 3 phiên bản màu sắc để cho mọi người có thể lựa chọn. Màu sắc mà mình đang trải nghiệm là màu be được phối với trắng rất đẹp. Ngoài ra thì còn có màu đỏ và màu xanh lá. Về chất liệu thì chiếc ghế massage Makano này sở hữu một bộ khung thép chống gỉ. Ngoài ra thì bên trong motor lõi đồng sẽ là tốt hơn so với những cái motor lõi nhôm thông thường. Ngoài ra thì bộ vi mạch xử lý điều khiển bên trong cũng được phủ một lớp chống oxy hóa để khi mà chúng ta sử dụng về lâu về dài sẽ được đạt được một cái độ bền tối đa. Và cuối cùng tổng thể thì chiếc máy massage Makano này có một động cơ mạnh mẽ, bền bỉ bên trong sẽ giúp tiết kiệm tốt hơn. Về chế độ bảo hành thì với sản phẩm Makano MKGMN0001 này thì khách hàng chúng ta sẽ được bảo hành tận nhà 2 năm khi kích hoạt bảo hành điện tử, và trạm bảo hành của Makano thì được phủ khắp 63 tỉnh thành, cho nên là trong cái quá trình bảo hành và bảo trì sản phẩm chúng ta sẽ được bảo trì một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Thêm nữa là sản phẩm này được phân phối bởi Tập đoàn Đại Việt, đơn vị thuộc top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cuối cùng thì sản phẩm ghế massage Makano này đang được bán với giá giảm lên đến 40% và được tặng kèm một máy làm mát hơn 5 triệu đồng. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người về chiếc ghế massage Makano MKGMN0001 này. Và mọi người nghĩ sao về chiếc ghế này thì đừng quên để lại bình luận của mọi người phía dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.